Kính thưa quý vị, và tiếp theo đây là bản tin cộng đồng về buổi vinh danh các lãnh đạo cộng đồng gốc châu Á-Thái Bình Dương do Thượng nghị sĩ Tom Omberg tổ chức trực tuyến vào ngày 27 tháng 5 vừa qua. Thưa quý vị, vào mỗi tháng 5 là tháng di sản của người Mỹ gốc châu Á-Thái Bình Dương. Thượng nghị sĩ Omberg thường tổ chức lễ vinh danh các lãnh đạo cộng đồng gốc châu Á. Năm nay, ông đã nhận được nhiều đề cử từ nhiều cá nhân và tổ chức hội đoàn trong địa hạt của mình nhằm tôn vinh các cá nhân từ cộng đồng gốc Á đã có những đóng góp đáng kể cho địa phương. Ông đã có các đề cử ở nhiều danh hiệu và lĩnh vực khác nhau, bao gồm nhà lãnh đạo tương lai, lãnh đạo cộng đồng, anh hùng thầm lặng, tổ chức xuất sắc và người cống hiến trọn đời. Trong số hơn 30 đề cử cho những cá nhân và tổ chức xứng đáng, những người được đề cử cuối cùng đã được vinh danh tại lễ trao giải trên Zoom lúc 5 giờ chiều ngày 27 tháng 5 vừa qua. Theo thông báo của văn phòng Thượng nghị sĩ Omberg, các lãnh đạo đó gồm có cô Katia Lovisa Canlas, cô Mylani Moa, cảnh sát viên Ben Chai Prim, The Cameron Family. Riêng cộng đồng Việt Nam chúng ta vinh hạnh có được 3 người gồm có nữ tài tử Kiều Chinh, bác sĩ Jonathan Quỳnh Gia Bảo, nhà văn nhã ca Trần Thị Thu Vân. Khai mạc buổi lễ, Thượng nghị sĩ Omberg phát biểu, California là tiểu bang đa dạng nhất trong cả nước. Nền kinh tế của tiểu bang phát triển mạnh mẽ trong mọi ngành, từ nông nghiệp và các ngành công nghiệp thẩm mỹ cho đến các ngành giải trí và xây dựng. Người Mỹ gốc Á chiếm khoảng 16% dân số của tiểu bang và tiếp tục là một trong những nhóm chủng tộc và sắc tộc phát triển nhanh nhất. Trên thực tế, California là nơi sinh sống của khoảng 1/3 dân số gốc Á trên toàn quốc. Nhiều người trong chúng ta đã được định hình hoặc được ảnh hưởng của một người gốc châu Á-Thái Bình Dương. Những người đã soi đường là mẫu mực cho người khác, cải thiện cộng đồng của họ. Đây là vinh dự đặc biệt của tôi khi được công nhận một số nhà lãnh đạo gốc Á ấn tượng nhất của các quận LA và Orange County. Ông Omberg đã nói như thế. Sau đó thì các nhân vật được vinh danh lần lượt phát biểu cảm tưởng của mình. Bác sĩ Quỳnh Gia Bảo Jonathan là cư dân của Fountain Valley, được chọn là một trong hai Community Leaders, tức là lãnh đạo cộng đồng năm 2021. Ông đã tốt nghiệp UCLA với hai chuyên ngành hóa sinh và quản trị kinh doanh. Ông từng nhận được giải thưởng của viện trưởng khi tốt nghiệp. Ông nhận bằng tiến sĩ về thần kinh cột sống tại Đại học Southern California University of Health Sciences vào năm 2005 và đã hành nghề kể từ đó. Ngoài công việc trong lĩnh vực thần kinh cột sống, ông còn là chủ nhân của hai nhà hàng Felicit và Pizza Daisy ở Fountain Valley. Ngoài ra, ông còn sở hữu đài truyền hình Central Broadcasting Network băng tần 14.5, một đài truyền hình Việt ngữ tại địa phương hoạt động 24/7 với các tin tức, chương trình thanh thiếu niên, giải trí và nhiều chương trình khác nhau về y học, luật, sức khỏe và thẩm mỹ. Đài truyền hình này đã kết nối khán giả từ khắp nơi trên thế giới đến với bác sĩ Jonathan và thông báo cho cộng đồng địa phương. Trong đại dịch COVID-19, bác sĩ cũng được biết đến với nhiều công việc thiện nguyện mà ông đã làm, và đó cũng là lý do chính để ông được đề cử và vinh danh tại buổi lễ này. Trong phần phát biểu của bác sĩ Bảo, ông có nhắc nhở và cảm ơn đến cô Christy Lê, một người trẻ đã hăng say làm việc không ngừng nghỉ cho cộng đồng trong suốt nhiều năm qua. Đặc biệt là thời gian xảy ra đại dịch vừa qua, cô Christy Lê đã cùng ông và nhiều hội đoàn khác phân phối hàng ngàn khẩu trang đến cho những người cần sử dụng. Ông cũng gửi lòng ngưỡng mộ và rất vinh dự được cùng vinh danh trên cùng một diễn đàn với cô Kiều Chinh, một nhân vật đã được người Việt Nam biết đến hơn 50 năm qua. Và ông cũng hé lộ là sắp được hợp tác và làm việc chung với cô Kiều Chinh tại chương trình Liên hoan phim châu Á sẽ diễn ra vào mùa hè này tại Hollywood. Cuối buổi lễ, Thượng nghị sĩ Omberg nhấn mạnh, tôi muốn cảm ơn nhiều cư dân trong địa hạt của tôi, những người đã đề cử một người cố vấn, đồng nghiệp hoặc người thân yêu cho sự kiện giải thưởng lãnh đạo gốc Á hàng năm đầu tiên của tôi. Giờ đây, hơn bao giờ hết, điều quan trọng là chúng tôi cùng chia sẻ và công nhận những điều tốt đẹp trong công việc và sự cống hiến tuyệt vời trong cộng đồng gốc Á của chúng ta.